ba ngày thoát khỏi thành môn. Hơn dăm ngàn đạp tuyết dăm sương, lòng chí quyết thọ châu thành dài giá. Cứu gia gia nào há sờn gan, sông tỏa sang non ngàn chia ba nẻo, dặm đường xa tìm đến cứu quyền ngã đường nhà. Ủa lạ này, bia chi đó đỏ dựng để bên đài, có ghi chữ mấy hàng, ta xem qua cho tường tận. Thì ra nơi đây có ghi mấy bài tứ tuyệt đấy mà. Bài thứ nhất ghi là sông tỏa sang có một khủng hoàng, trong tay hay giỡn cặp đau thương, có tài ai muốn ra kinh thử, thắng được thưởng tiền lại kính nhường. Bài thứ hai ghi là đủ tài mới dám địch cùng ta, yếu đuối xin đừng sáng sức đa, rủi có phạm nhầm e bỏ mạng, nơi đây không thuốc dịch và hoa. Bài chốt ghi là văn sĩ đái võ đao, nhơn dương gia nhị điểm, đừng thượng hữu quỳnh kim, sông tỏa sang tài nữ. Chà chà, như vậy phách lối quá đi thôi, ngụ ý ba bài thơ nhạo báng, nó khinh khi chẳng có anh hùng. Con gái gì phẳng liễu bồ, không biết giữ vẹn chữ tùng, đem son phấn sa hồng trêu ghẹo khách, nó bán dạng không hổ nhà Thanh Bạch, phe tài sắp khỏi tiếng thị phi. Làm như vậy ta phá cho rồi để đâu mà chi, được như thế mới cứu dòng họ nó khỏi thị phi dưới thế. Hơi tình duyên sao sĩ phu anh hùng ngược đời, việc chiêu phu chọn chồng bằng lời, nước cười thay nữ ngượng ngùng ô danh. Công tử cao quân bảo, hoàng điệp cưng yêu của Tống Triệu Dương khuôn giận. Phải chính thị. Cái gì? Ý thị à? Ta nói cho mà biết, dù cho ta có ngang tàn hay ý thị nàng có dám làm gì được ta không? Đánh! Đánh!
Lưu Kim Đính, ta vô ý bị nàng bắt giữ, đấng anh hùng dạng tử Hà Tư, chết vinh hơn sống chi hổ ngươi. Nếu để ta sống thì nàng lỡ cười lỡ khóc với ta đó. Tình lưu nương đầy cảm không bằng lòng, hòa tình thở kết giao trọn đời. Kìa, ta đã hứa chắc một lời như thiết thạch, sao nàng còn bắt ta phải dạch đất chỉ trời. Được rồi, nếu e ngại thì ta xin thề, cùng lưu nương ước nguyện ba sinh, mai sau dù phủ sảy ân tình, Thì cho quân bảo tử du đào kiếm. Lưu nương, nhờ chăng chứng minh cho lời thế hai. Thạch đài kia dầu hao mòn theo tháng năm dầu dài, nhưng lòng ta mãi tình chung cùng người con gái trọn chung tình. Hai đứa xa nhau bằng mấy dặm thiên đình, bóng duyên số bắt gần nhau một buổi chiều, đến ngày tàn hơi thở khó bên nhau. Chia biệt khu này ta hẹn đến khu sau, gửi kim xuyến tặng trao tròn ước hẹn.
ngài yên giặc ta quỳ trên chính đệ, kiều tươi đẹp quá ta ta lễ tơ hồng. Tiên nàng ta khắc ghi, dù dấn thân dòng bình ngương, lòng son không phai, chờ đón ai trao hẹn ngày mai. Cao quý khai tấm chân tình người con gái, tròn thề câu thề hai buổi ban đầu. Đến giờ tạm biệt bạn lang, thọ châu tú diện cơ đồ báo an. Đừng lưu luyến để anh sông pha diệt thù, cương quyết tâm chẳng nhung nhường vì du hiểm sâu. Hãy nên dằn tâm tình, đừng lưu luyến thương tình em ơi. Em yên tâm ráng đợi anh sẽ mang chiến công đem